Rồi hôm nay đến ông cơ Vũ Bự vậy cháu báo giá và giới thiệu chiếc xe nào nói chú nghe. Xe rùa 8 bánh. Như chiếc này thì giờ đầu tiên khán giả quan tâm là giá cả, vậy thì chiếc này giá 90 triệu chú ơi. 90 triệu à? 90 triệu hả? 90 triệu rồi, 90 triệu à. Chú nghe chú có cái lỗ tai chú nói 90 triệu. Thì xe này nó được gì mất gì? Thì nó không được, nó không mất gì chú ơi, nó được hết luôn, không mất gì chứ. Được, có nghĩa là về cái dàn vỏ này thì nó như thế nào cháu? Vỏ thì vỏ mới hết rồi. Mới 100% luôn. Đúng rồi. Như cái vỏ này thì nó tốt không cháu? Tốt rồi chú. Của nước nào sản xuất? Nước Việt Nam mình. Hả? Coi như cái hàng này bây giờ mình mua là trên thị trường nó có hết đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, cái dàn vỏ thì quá đẹp luôn ha. Vỏ này của Trung Quốc mà cháu. Ờ đúng rồi. À, quên, made in Việt Nam. Đây đây, made in Việt Nam. À, nguyên dàn vỏ mới. Cái này thì theo cháu hồi xưa giờ ráp lâu nay thì người ta phản hồi xài bền không? Bền chưa có. Bền hả? Người đổi chưa Việt Nam qua được một chiếc Trung Quốc vậy đó. À, cái này nó bền hơn. À, cái này mình xài ruột hả? À, có ruột luôn. Rồi. Hồi như thế này mình sơn lại hết rồi đúng không? Đúng rồi, chúng ta xe nó 65 rồi. À, còn cái thùng này là thùng zin của Nhật hay thùng Việt Nam? Nhưng mà nó hư thì mình đóng rồi thôi. À, ừ. Cái dàn sườn này zin đúng không? Đúng rồi, zin, đúng rồi. Zin. Còn mấy này là mình đóng lại. Đúng rồi. À, mình đóng lại cho mới lên. Đúng rồi. À, tại chú thấy có chữ TB nè. Nó sắc đồ dày, chú cuối nha, khỏi lo. Hả? Đóng sắc dày hết nha. À, sắc dày, dày ghê vậy. Sắt rin hay là mình đã đóng mới đây? Đóng mới mà dày cỡ đó nữa hả? À, coi như là chất lượng để nó tương ứng với chiếc xe đúng không? À, tương ứng chiếc xe. Sàn xiết đồ mình sơn mà sao mình sơn màu bộ đội vậy? Thì cái màu rin nó vậy chứ sơn màu thôi. À, sao màu rin làm gì có màu này ta? Không, cái màu bây giờ nó màu vậy thì sơn màu này. À, vậy hả? Chắc có lẽ phong thủy của ông. Ông bố, ông chú, ông bác gì đó thành thử ra nó sơn y màu đó. Rồi. Còn động cơ này là cái này nhãn hiệu Văn Ma hả hay gì? 3T75. 3T75 là khoảng bao nhiêu ngựa? 18.6. 18 ngựa 6. Ngon lành cành đào không cháu? Ngon lành cành đào. Văn Ma nè. Trong này nó là IFW20DW. À, DW. Để cháu nổ máy thử coi. Rồi, ok. Ra cái đây. Đi chỗ khác làm việc đi. Máy bao ngon luôn ha. Tuyệt vời. À, bóng tới bóng luôn. Bỏ lái, bẻ lái là ok luôn ha. Dòng này là 2 tấn các bạn nha. Cho chú hỏi coi. Máy móc rồi thì mình thấy số má đồ chạy quá ngon rồi ha. Lái lúng rồi quá ngon, nhưng mà mình hỏi chú hỏi coi. Sao mã này mình đóng mới lại thùng rin nó 2 tấn nè. 20 DW mà sao mình không đóng lên thùng 4 tấn luôn. Thôi chú đóng đi chú, mình để đóng rin đi chứ đóng đâu hả chị? Hả? Mình đóng rin chứ. Chứ còn này mà chở cỡ 4 tấn thì ok. Đúng không? Dàn bánh của nó cỡ này chở 4 tấn như dư sức. Ve luôn đi để chạy mấy đào ra. Quay clip hả? Quay clip. Cái con này 4 tấn chạy trên đường khác này thì đủ tiếng chạy đủ tấn chứ. Đúng mà. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho ông chủ ha. Rồi, mến chào các bạn.